집이 멀어? Nhà cậu có xa không? 아니, 멀지 않아. Không, nhà tớ không xa. 버스 정류장도 가까워. Bến xe buýt cũng gần. 너무 부럽다. Ghen tị quá. Nhà cậu có xa không? Không, nhà tớ không xa. Bến xe buýt cũng gần. Ghen tị quá. 언니 내일 바빠? Ngày mai chị có bận không? 안 바빠. 왜? Chị không bận sao thế? 우리 내일 영화 보러 가자. Ngày mai chúng ta đi xem phim nhé. 이 영화 아주 재미있어. Phim này rất thú vị. Ngày mai chị có bận không? Chị không bận. Sao thế? Ngày mai chúng ta đi xem phim nhé. Phim này rất thú vị. 형 여자친구 예뻐요? Bạn gái của anh có xinh không? Ừ, 아주 예뻐. Có, cô ấy rất xinh. Khi가 좀 작지만 아주 귀여워. Cô ấy hơi thấp nhưng rất đáng yêu. 착하기도 해. Cô ấy cũng rất tốt bụng. Bạn gái của anh có xinh không? Có. Cô ấy rất xinh. Cô ấy hơi thấp nhưng rất đáng yêu. Cô ấy cũng rất tốt bụng. 이 카페 진짜 좋네요. Quán cà phê này thật tuyệt. Mùi 아주 맛있어요. Đồ uống rất ngon. 맞아요. 음악도 감미로워요. Đúng vậy. Âm nhạc cũng bắt tai. 우리 여기 자주 와요. Chúng
ta thường xuyên đến đây nhé. Quán cà phê này thật tuyệt. Đồ uống rất ngon. Đúng vậy, âm nhạc cũng bắt tai. Chúng ta thường xuyên đến đây nhé.